Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh này, mang bên kia một phụ kiện. Xin chào tất cả anh em. Xin giới thiệu anh em một cái lô hàng mới nhá. Lô hàng loa bẫy chim sẻ đã cập bến nhá. Chuẩn bị đã bắt đầu vào đầu mùa sẻ năm 2018 rồi. Anh em có nhu cầu về loa bẫy sẻ rất là nhiều. Thì cái mẫu loa này là mẫu loa chuyên cho anh em đánh sẻ nhá. Mẫu loa E76. Cái mẫu loa này thì cả năm ngoái anh em đã chơi rất nhiều rồi, rất là ưng ý. Đây, mẫu loa chuyên đánh sẻ E76 này. Tôi vẫn phải làm lại video giới thiệu chi tiết lại cho các bác chưa mua hàng hay các bác còn chưa biết mới tìm hiểu để các bác nắm được là cái loa này như thế nào và có những phụ kiện gì nhá các bác nhá. Đây là cái mẫu loa E76 chuyên cho các bác dùng đánh chim sẻ nhá. Đây, đây các bác này, ở phía trong này ấy, thì bao gồm sẽ có là một cục sạc nhá, một cục sạc điện này. Các bác lưu ý là cái cục sạc điện này là nguồn sạc là 10V nhá, nguồn sạc 10V. Một tay điều khiển nhá, một tay điều khiển. Cái dòng loa này là dòng loa điều khiển từ xa. Và một túi vải đeo một cái thân loa như thế này nhá. Đây. Và ngoài ra sẽ có cho các bác là một cái sợi dây đeo. Sợi dây đeo có hai móc sắt này này. Thì các bác sẽ móc vào hai bên sườn này. Đấy, để đeo luôn nhá. Ở đây là dòng loa điều khiển từ xa các bác nhá. Mẫu loa là ZI E76. Trong này là hết rồi nhá, trong này có tờ giấy hướng dẫn thôi. Là ZI76. Ở bao bì hiện tại năm nay là bao bì như này nhá các bác nhá, bao bì như này. Ở đây. Giới thiệu kỹ với các bác này. Ở đây là loa ZI E76, các bác nhìn thấy mác E76 đây này. Đấy. Với cái dòng loa này ấy, thì rất là nhỏ gọn nhá, các bác nhá, nhỏ gọn. Nó chỉ chừng một ngón tay thôi. Đấy, dày thì dày 3 phân. Dày 3 phân. Cái này nó nhích hơn bao thuốc một chút nhá. Phù hợp nhất cho anh em đánh chim sẻ. Nó nhỏ gọn, nó dễ treo. Nhẹ nhá, dễ treo. Cái này thì cả năm ngoái chơi rất là ưng ý rồi. Thì loa này là chuyên dùng cho loa bẫy sẻ. Nói là chuyên dùng cho loa bẫy sẻ. Thế nhưng mà các bác anh em thợ chuyên nghiệp ấy thì mua về ấy, thì cơ bản là sẽ là để chế. Để chế để độ nhá. Thì đây. Đặc biệt nhất là cái loa chéc nhá. Đây. Loa chéc Thạch Anh. Loa chéc Thạch Anh này các bác này. Đây. Loa chéc Thạch Anh này ấy, thì các bác chế độ, các bác gắn vào trong cái loa E76 ấy thì rất là phù hợp. Đánh chim sẻ cực kỳ là hay nhá các bác nhá. Đây loa chéc Thạch Anh. Thì bây giờ các bác bên shop thì rất là bận việc không chế cho các bác được luôn. Các bác có nhu cầu mua thì các bác sẽ mua thêm cái chéc Thạch Anh này. Shop tính là giá là 15k nhá, một cái. Mua thêm một chéc này về. Các bác độ chế theo ý của các bác nhá. Thay nguyên cái bát ở trong này hoặc là dẫn thêm một con chéc ra ngoài hoặc là hàn tụ vào cái loa bát tùy các bác nào. Thì những cái cách độ cái chế đấy thì từ từ shop sẽ đăng cái clip hướng dẫn cho các bác cách làm nhá. Cái loa này nó là loa điều khiển từ xa, tay điều khiển là tay điều khiển như này, nói chung với các dòng E nhá. Điều khiển từ xa này nó hoạt động tốt cho các bác là 150 tới 200 mét, ổn định 150 tới 200 mét, nhiều khi nó được hơn, nó được tới cả 300 mét luôn. Thì đây tôi sẽ thử cho các bác luôn. Lưu ý các bác nhá, cái mẫu này là mẫu E76 chuyên đánh sẻ. Còn các bác anh em mà mua về đánh cuốc hay đánh cua gáy thì tôi khuyên các bác là không nên lấy cái dòng này nha, dòng này chỉ để đánh sẻ thôi. Nói chung là cái này ấy, nó là dòng loa đáp ứng cho các bác đánh sẻ được ở hai cái điểm. Thứ nhất là nó là dòng loa quan trọng nhất đấy, nó là loa điều khiển từ xa nhé. Loa điều khiển từ xa có nghĩa là điều khiển từ xa bằng sóng radio tới 150-200 mét nhé. Thứ hai là nó đáp ứng cho các bác là tính nhỏ gọn. Cái này là các bác sẽ treo lên cần, nó rất là nhỏ, nó phù hợp với đánh sẻ nhé. Thì shop luôn luôn tư vấn với các bác là loa E76 chuyên dùng để đánh sẻ. Thế còn anh em chơi sẻ lâu năm rồi thì cũng biết ấy, là mua cái này về thì anh em nào các bác nào đánh văn nghệ thì các bác cứ để đánh luôn, còn các bác đánh mà thợ sẻ chuyên nghiệp thì các bác sẽ phải độ, phải chế sơ. Một số bác thì sẽ chơi bằng loa chéc này, còn một số bác thì sẽ hàn tụ vào loa bát, mỗi anh em chơi một kiểu.
thì shop có cung cấp thêm cho các bác cái loại cái check Thịnh Anh nhé, trên này để các bác dùng nhé. Rồi các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhá, số lượng hàng về rất là nhiều, phục vụ cho anh em loa E76, loa chuyên đánh chim sẻ nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, chào các bác, hẹn gặp lại trong những video sau nhé.